anh em nghe thấy chưa? Cái tiếng bô hầm hố giống như xe Z1000, nhưng mà giá xe chỉ có 66 triệu đồng. Còn chờ gì nữa, anh em liên hệ tôi để mua em nó đi, rất là đẹp. Và không cần Minh nói nhiều, xem clip là biết. Thì đã từ lâu á, Minh đã muốn làm review về một cái em xe này cho anh em rất là nhiều. Nhưng mà đến tận hôm nay Minh mới mua được em nó. Thì bây giờ giá của em nó chỉ có 66 triệu thôi. Anh em inbox trực tiếp cho Minh nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, biển số cực đẹp 09777 59A3, 09777. Thì theo Minh đánh giá con xe này, tại vì á, khi mà Minh review xe thì Minh cũng không dám phán bừa đâu. Thì Minh phải chạy nó, Minh đã chạy nó được hơn một tuần rồi đúng không em? Hơn một tuần rồi. Thì đi thì cảm thấy con xe này thì á, cái nhược điểm đầu tiên của nó là nặng. Thì nó nặng bằng mấy con 600 phân khối, mặc dù nó chỉ có 300cc thôi. Còn những thứ còn lại á, không có cái gì để chê hết. Cái điểm đặc biệt là con xe này rất là đẹp. Cái chất rất là đẹp, xe đời 2016. Đời 2016 trở đi là nhà sản xuất đã fix hết lỗi rồi. Thì cái con xe này nó là cái hãng của Ý, Benelli, nhưng được sản xuất tại Trung Quốc. Và Trung Quốc đã mua cái bản quyền lại để về sản xuất. Không biết nó có đúng không ha. Nếu như mà đúng thì anh em hãy comment bên dưới để sửa sai. Tại vì cái video này á, mình quay luôn một lần, thì mình cảm nhận như thế nào thì mình sẽ nói như thế đó thực tế để cho anh em xem. Thì về cái những phân khúc 300 á, thì mình rất là thích cái bộ đĩa đôi của con này. Trong cái phân khúc 300 thì ví dụ như R3 nè, MT03 nè, Z300 nè. Thì Z300 nó hơi con này thì nó có ABS, nhưng mà nó không có phanh đĩa đôi. Phanh đĩa đôi này nó rất là nhạy, rất là an toàn. Cộng một điểm cho cái phanh đĩa đôi này. Thì cái con xe này nó nặng, khi mình đi đường xa thì mình cảm thấy nó rất là đầm, rất là đầm. Có một cái là nó hơi rung một chút xíu, bởi vì cái máy nó đánh cùng chiều vậy nè, nó hơi rung. Rồi cái mà mình thích nhất đó là hai máy, nhưng mà tiếng bô hú như Z1000, hú như Z1000, cho anh em nghe liền. Hú như Z1000. Thì xe này đã lên chống đổ đầy đủ, bô mọi thứ, bát biển số lên đầy đủ hết cho anh em, là anh em mua về chỉ đi thôi, không có cần làm gì hết. Đấy, rất là đẹp, cái chất xe rất là đẹp. Còn cái gì nữa mà mình chưa nói? Cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào đúng 25-27 cây một lít. Rất là tiết kiệm ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cái chiều cao yên cho mọi người xem. Quay phía bên đây nè em. Quay bên đó tối thui rồi thấy gì mà quay. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay tới chiều cao yên. Thì Minh 1m71, Minh ngồi rất là thoải mái. Thì 1m bao nhiêu, em ngồi cũng rất là ok đúng không? Em mét mấy? 1m68, ngồi rất thoải mái. Xe này 1m6, vẫn có ngồi được. Vin X 1m63, ngồi rất là thoải mái.
xe 1.6 ngồi không có cái gì mà để chê hết, dáng ngồi rất là ok. Bình xăng của nó như theo anh biết là 16 lít. 16 lít thì mình đổ vô một đầy bình là mình đi bút chỉ cà xa luôn. Đổ đầy bình bút chỉ cà xa. Ở đây là chủ xe có độ lên báo bình à. Và đặc biệt cái chìa khóa rất là đẹp nha, nó giống như cái dao bấm vậy đó. Mở ra bấm ra. Giờ muốn gì? Ở đây hai chìa khóa Vinh đầy đủ luôn. Anh chủ xe rất là kỹ, là một người rất là kỹ tính. Xe rất là đẹp, cái chất xe rất là ok. Mọi thứ là trong tình trạng hoàn hảo. Và Minh đã vô một cặp bugi mới luôn. Một cặp bugi mới cho con xe này. Nói chung là xe bây giờ trong tình trạng mới hết. Mọi thứ rất là ngon. Thêm đánh giá sao? Nãy em chạy thử em thấy nó sao? Bốc anh. Bốc. Với lại tiến bộ đã. Giá rẻ, 66 triệu cho một chiếc xe này rất là rẻ. Cái điểm nữa là cái yên này chở bạn gái rất là ok nè. Chở người ngồi sau rất là ok. Rất là đầm. Nói chung là để anh kiếm cái gì để chê coi. Xe này được trang bị full upside down luôn, rất là ok. Z3 không có nè, R3 không có nè, MT03 không có. Còn chiếc 300 nào nữa không ta? Còn chiếc 300 nào nhớ nhớ coi. Suzuki, rồi như đó thôi. Thì á, con này có cặp upside down. Nhưng mà xe anh biết đó là lỗi của nó là upside down nó có thể xì dầu, nhưng mà sao con này anh không thấy. Xì dầu thì upside down của R15 vẫn có xì dầu do cái cách mình đi nữa. Em bang ổ gà nhiều hỏi sao người ta không xì dầu. Con xe này có nhiều người nói là không có bền, nhưng mà theo mình nói là cũ bền tại người. Mình thấy con xe này nó không có cái gì mà gọi là. Còn một cái nữa, phụ tùng rất là rẻ. Mua phụ tùng rẻ, cực kỳ rẻ. Rất là dễ kiếm. Nó xài chung, ví dụ cái gì mà không có xài chung hãng khác được. Nó dễ chịu vậy á. Ngồi rất là thoải mái luôn. Lên cặp kiến gù xịn nữa. Kiến này kiến gù xịn nè. Chống rung chống chói nè. Nói chung là cái anh này á, anh đổi với anh chiếc Z9. Anh muốn lên phân khối lớn thì anh bán cho anh chiếc Z9. Và anh để lại con này cho những anh em nào mà muốn trải nghiệm phân khối lớn. Với mỗi con xe này á, mà anh em thuần nó được á, anh em chạy Benelli được, thì mình đảm bảo lên bất kỳ cái phân khối lớn nào anh em vẫn kìm được. Tại vì cách dắt á, nó nặng. Nó nặng, dắt nó hơi mệt. Nhưng mà nó không quá đâu. Tại vì do anh ốm cho nên đối với anh là nặng. Nhưng mà bự con như Hiếu hay em á, thì dắt con này rồi, không có gì hết. Nhưng mà em thấy không, anh dắt H2 rất là gọn. Tại vì quá quen với anh rồi. Còn con này lần đầu tiên. Lần đầu tiên là anh được trải nghiệm. Không, hồi đó anh cũng có chơi, nhưng mà lâu quá rồi quay lại á. Hồi đó anh chơi đời con đời 2014 kìa. Thì thử cho biết thôi. Nhưng mà bây giờ, mãi đến bây giờ, khi mà mình làm YouTube á, thì mình mới là có được một con để mình quay clip cho anh em xem. Thì rất là đẹp. Theo mình thấy là với cái tầm giá tiền nào không thể kiếm một cái con nào như con này nữa hết á. Bây giờ mua Z300 cũ cũng cả 100 triệu rồi. Nó mắc hơn là cỡ 20. Mà chưa chắc gì nó đẹp bằng con này. Chưa chắc cái chất ngoài đẹp bằng này. Dán keo luôn nè anh em. Dán keo trong còn nguyên con luôn. Keo trong còn nguyên con. Biển số thành phố Hồ Chí Minh nữa. Rất là tuyệt. Nói chung là mình nói thì anh em cũng không có cảm nhận được. Mà anh em phải nhìn tận mắt. Họ là qua showroom Minh. Nhìn tận đó. Đây nè. Mình thích cái cặp phụ nè. Thiết kế kiểu giống Ducati. Đúng không? Em có thấy điều đó không? Kiểu Ducati. Thấy không? Bộ rồi. Mọi thứ đều mới toanh luôn. Xe rất là can. Anh chủ xe này rất là chịu. Cho nên Minh đụng cái là ảnh đòi đổi lên giá chính là Minh ok. Sẵn tiện em lấy con Benelli rồi review cho anh em xem luôn. Rất là đẹp. Hầm hố. Nếu như mà để mình đánh giá coi nha. Con này mà đậu gần Z1000 á. Đậu bằng, đậu với lại chung Z1000 thì nó hầm hố không kém đâu. Chạy ra đường mà tiến bô thôi. Phải nói là phải nói nữa. Bô này gắn tiêu rồi mà nó còn vậy á. Con này bây giờ nó đã ra cái đời tới 302S rồi. 302S nhưng mà mình thấy cái đầu đèn, anh thấy cái đầu đèn nó vẫn men gạo và góc cạnh hơn 302S. 302S cái đầu nó giống hình trái tim á. Nhìn nó hơi nữ tính xíu nhưng mà thấy con này rất là góc cạnh, rất là đẹp. Máy nè. Con này theo Minh biết tìm hiểu thì nó dung tích nhớt của nó là 3 lít mấy. 3 lít 2. Dung tích nhớt nó tầm 3 lít 2. Chắc cả tầm đó 3 lít 2 luôn lọc á. Để mình để anh về anh tìm hiểu thêm. Tại lâu quá anh không nhớ. Nói chung là nó hao nhớt hơn những con khác.
nó không thôi nhất hơn những con khác đó. Em thấy con lóc mé rất là bự so với những dòng mà 300 phân khối khác đó, nó bự hơn, nó bự hơn, nó to hơn, nhưng mà nhìn nó cứng cáp ha. Khung sườn này giống ná như kiểu Ducati Monster 795 đó, rất là đẹp. Nhưng mà anh nói thiệt, nhiều người nói là ăn cắp thiết kế nhưng mà thực chất là không phải. Đã cái dòng dáng, cái dáng nách này á, thì nó đã giống nhau rồi, thì nhìn nó đã na ná như nhau rồi, nó là dòng nách giống như em thấy mấy chiếc xịt bọt không, thì nhìn nó na ná nhau à, chứ không thể nào ăn cắp thiết kế được. Anh thấy thiết kế này nó lạ mà, đâu có giống đâu. Sao mà nhìn chiếc này mà sao ra giống chiếc Ducati. Nhiều người nói là chiếc này giống Ducati, thấy đâu giống, nó na ná như nhau rồi. Dòng nách thì nó giống nhau thôi. Ví dụ cái Vít 300 với lại MT03 đây thì cũng na ná cái dáng nách kịch đó, thì nó na ná như nhau thôi, chứ anh thấy con này ở đâu có nhái con nào đâu, không, cực kỳ nhái. Cái bình xăng khác biệt luôn, là mà giống Ducati. Ducati nào cái đuôi như vậy đâu hả, nó khác biệt, không có giống. Không, KTM, ừ, nó na ná thì cái dáng nó vậy thôi, nhưng mà nó không thể giống được. Cái này thiết kế anh thấy nó không giống mọi thứ. Phục upside down đẹp ha, cái phục bự cơ, phục đã. Ok, nói chung là cái con xe này thì mình tóm gọn lại một câu là với cái tầm giá đó thì mình trải nghiệm rất là rẻ, và khi mình bán lại thì nó không có lỗ. Mà chơi con xe này thì anh em sẽ có nhiều kinh nghiệm là tiền đề lên phân khối lớn, ví dụ như anh em lên H2 chẳng hạn đấy, thì anh em nên thử đi, nên chơi thử nó. Nói chung là hư vặt thì mình cũng không thấy là hư vặt đâu, mình đi mình phải bảo trì. Bây giờ chiếc xe đi giao cho anh em luôn cái con xe gì đó, xe Nhật hay gì, nhưng mà anh em đi anh em quăng đại quăng thí anh mà anh em không bảo trì nó thì nó cũng hư à. Lần sửa là mệt lắm, thì mấy con này mình thấy nó chả hư cái gì hết. Thì đương nhiên là nhông sinh đĩa mình phải thay nè, vỏ mòn phải thay, bogi nước mát, lọc nhớt rồi bố thắng, rồi mấy cái đó là bắt buộc mình đi một thời gian mình phải thay thôi. Nhưng mà sao nếu mà về mà cái độ bốc á, mà độ giọt bốc á, thì con này nó sẽ không có lại những con Z300 mà T03 chắc chắn không lại rồi. Những con kia á, nó nhẹ, thiết kế rất là nhẹ, còn con này nó nặng. Nhưng mà được cái con này đi xa, đi tốc độ cao nó rất là đầm, nó sẽ có một độ rung một chút xíu. Em mà tinh tế á, em tinh tế em chạy tốc độ cao á, em đi xa nó sẽ có rung, nó chỉ vậy thôi. Thì mỗi con xe này nó cũng có một cái nhược điểm và một cái ưu điểm, nhưng mà ở tiến bô con này là không chơi vào đâu được, quá đã, hai máy quá đã, tiết kiệm xăng. Rồi cho anh em nghe thêm xíu nữa cho tê tái. Rồi giờ qua cho anh em nghe tiếng bô. Thì hôm bữa hứa với anh em rồi, bây giờ mới ráp lại xong, vệ sinh sạch sẽ. Nói chung là chưa vệ sinh hết đâu, còn nhiều cái để làm lắm. Nhưng mà thôi, cho anh em nghe tiếng bô cái trong cái clip này. Nghe tiếng máy super chẹt ha. Super chạy của nó lúc nào cũng có win chiu đó, rất là hay. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Đó là những gì mà Minh nhận xét về con Benelli này. Và những anh em có góp ý thì hãy góp ý vào comment bên dưới cho Minh. Thiếu cái gì đó thì nói chung là mình là một cái tập thể, cái kênh YouTube của mình là một cái tập thể. Mấy anh em đóng góp gì, góp ý gì thì hãy góp ý vô cho những anh em người ta chơi sau á, người ta hiểu hơn về những chiếc xe. Thì theo mình thấy tầm giá tiền này con này là ngon nhất á, chứ tầm mà 60 mấy triệu em bỏ ra em mua đủ R15V3 thôi à. Chứ sao mà đủ mua được con khối lớn, chỉ đủ mua R15V3 thôi. Mà mấy con này anh nghe kể có một người anh chạy cái con màu này luôn nè, đã đi xuyên Việt, đi 50-60 ngàn cây đó, thì biết rồi, thì biết cái độ bền của nó là cũng rất là ok. Nhưng mà bền hay không thì mình nhắn đến anh em là phải biết đi xe, phải biết bảo trì xe, rồi chăm sóc chiếc xe của mình. Những chiếc xe mà vô tay mình nó lúc nào anh thấy mà em dặn đây là Thiện, là lính mới của mình, thì lúc nào anh cũng dặn nó đó là chăm sóc xe, chăm sóc từ cộng sơn tới cái lớp, mặc dù không phải xe của mình
xe mình lấy về bán cho người khác nhưng mà vẫn chăm sóc bảo dưỡng y như xe của mình, thì mình chơi thác nó thành thói quen à. Thấy con xe này không, dọn bảo dưỡng, anh chỉ em rửa từng ly từng tí, từng con ốc, từng cái cọng sơn, rồi mọi thứ đó, thầy thấy không, nó sạch sẽ, mình thấy xe đẹp, mình nhìn vô mình thoải mái, mình quay clip cũng ok nữa. Đó là trải nghiệm của mình. Bentley 302, mọi con xe. Ờ, có mọi thứ, nói chung là mình là mua con xe về sao thì mình giao anh em như vậy đó. Rất là đẹp, yên êm, chở bạn gái. Dòng này mình chở bạn gái đi chơi rồi đi phượt rồi, rất là ok. Nhưng mà anh em phải biết yêu xe, chứ mà mua xe về dục rồi cày này nọ thì thôi, dù có siêu xe hay là gì đó dít ngàn thì cũng hư thôi à. Chống đổ lên rất là xịn, rất là đẹp. Anh rất thích cục máy nó, đẹp cực kỳ. Cục máy nó to. Nhưng mà đặc biệt có một cái là khung sườn của nó là thép ống lòng. Nói chung là nó không phải là những cái khung sườn đặc biệt nhẹ như cái kia, thì nói chung là nó làm để tiết kiệm chi phí mà. Đó. Thì cho nên thì nó hơi nặng, nhưng mà được lại cái nó đầm, xe chạy rất là sướng, chạy xa rất là ok. Rồi, bye bye mọi người. Mọi người xem á thì nhớ like và subscribe cho kênh của Minh Biker. Cảm ơn người rất là nhiều. Và hy vọng sắp tới Minh có thể kiếm được nhiều con xe đẹp cho nhiều anh em, để một phần mình, một phần gọi là mình góp phần tiếp bước đam mê cho anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của Minh Biker trong thời gian qua. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye. Và ai mua con xe này thì hãy liên hệ số điện thoại cho tôi 0916640653. Đó là số Zalo của tôi luôn á. Thì ai đặt trước thì mình sẽ để cho người đó trước thôi. Và qua đây thì đương nhiên sẽ có những phần quà tặng cực kỳ hấp dẫn. Bí mật.